Subaru này, Forester. Chỉ đường về 58 chiều khúc. Đang chỉ đường đến 58 chiều khúc. Rẽ phải. Có tốc độ luôn. Hàng lắp GPS. Có gì biết ở đây? Có gì biết nữa? Có số lớp này. Cảm biến lốp, đúng không? Đúng rồi. Cái bộ nhận cảm biến lốp em để trong này anh nhé. Ở trong này à? Đúng rồi. Vâng. Cắm USB trong đấy đấy.